Nào ngọt thì dục vô nó, nào chua để ngoài, tao có nói gì đâu. Bị mình biết là không nói lộn ơi lộn gì nhà cho nó đã. Nói nhiều nó cũng mỡ ói. Nước cục nếu mà ói hết cơm xỉu về đi không nổi. Cây đó chắc ngàn năm tuổi nào mà nói không độ biết ngàn nguyên năm nguyên tư nói trên núi nó to nó lâu đời lắm à. Còn cái có cái giếng trên đá bằng cái chảo đục mình á, mùa này nè lá cây nó rụng đầy, con đi trước rồi con đem xôi dừa rồi theo gáo dừa lên cái rửa thì con người mình khác máu hơn nữa, khác giới tính, một cái cây đập trên ngọn nó đồng môn mà dây đồng cho con người mình, con bò con chó nó bị nó luôn cũng chết như thường trâu, mà còn nó cắn lộn nhau tối ngày cắn không lợi chạy, còn thua nữa con bự nuốt nhỏ. Mà chăn với rắn là thường thường nó không cắn nhau đâu hả ông Tư? Không cắn đâu, mình chưa thấy. Chưa thấy chứ không chắc đổ nó không cắn được, bị con kia bự quá nhỏ gặp nó phân tích hơi được. Yeah. Con rắn trăng đâu phải nó đánh hơi bằng lỗ mũi đâu, con nó đánh bằng lưỡi đó. Mày thấy nó khi nào mà cái lưỡi nó làm thinh đâu, nó le ra nó quơ hướng này hướng kia là nó đánh hơi đó. Yeah. Nó bắt mùi vị lên kia bằng lưỡi. Như đó vậy nó thông thường đi săn vậy có khi nào nó đánh dấu lãnh thổ giống những cái loài vật lớn như chó săn này kia đâu không? Không có đâu. Chó nó con chó nó con rừng con chó mình coi trên thế giới động vật chó sói thì nó mới phân tích mình lãnh thổ, còn lại bò sát này nó bò tới đâu thì khi đụng địch thủ bự quá chạy không kịp chết chứ nó không có đánh dấu lãnh thổ hay không chứ không chó sói nó lên cọp như mùa này ông Tư chia sẻ là mùa khô là cái mùa của nó đi trốn hết rồi phải không? Giết mưa này đi trốn. Mùa này là mùa sinh sản của rắn hổ trăng. Được cái hôm nước dịch đó là mùa này mùa sinh đẻ nè. Qua tới mùa mưa bắt đầu anh nở rùa trăng rắn rồi thì tới mùa mưa tháng 3 tháng 4 anh nở. Như ông Tư được biết là có một số loại rắn nào mà nó đẻ mà nó không ấp trứng không chứ? Có chứ. Con lại đẻ con nó đâu ấp trứng. Cũng đẻ mà nó đẻ ra con luôn. Nở trong bụng mẹ như rắn bông súng, rắn đi voi đi cá rồi đó con. Đâu đẻ trứng. Rắn lục thì cũng đẻ con. Cái loại ấp trứng là nó đẻ ra rồi nó buộc phải ấp chứ nó không có bỏ trứng giống con kia. Đúng rồi, rắn nước đẻ trứng nè, rắn hổ đẻ trứng nè, trăng đẻ trứng nè, rắn lại đẻ trứng. Ủa nó ấp như vậy là nó có khi nào nó ấp con đực con cái không, mà làm chỉ với con cái không ông Tư? Cái ấp không, đực không ấp. Tụi nó đắp vậy là nó ấp vậy lỡ như cái những lúc mà nó đói nó đi ăn nó bỏ trứng rồi thôi con khá con mồi lại ăn trứng mất rồi sao nó nhịn đói mấy tháng ta không đi ăn luôn trường không trời ơi rắn lúc nó ấp nó đâu đi ăn đâu nó ngộ vậy ta ừ. Trăng rắn nó ấp là nó không đi ăn con ban đêm nó hướng trường bò ra bỏ ổ chừng dài chừng thước như đây tính đây nó bò ra tiệm hay nó bò khỏi ổ chừng tầm hai tầm vậy hướng trường uống nước mùa trưa, dưới nước mùa trưa ấp mà khi nào mà con nhột bụng rồi nó hử hơi nó đánh con nở là bò đi mất bỏ con nó tự động nở chung đi thâu đất này đi tự sinh tư gì à. Giống gì kỳ cục ừ, nó vậy đó còn mà nhịn đói hay ta nhịn mấy tháng được hay ta con ốc con thấy không nó cũng nhịn cái con 4-5 tháng nửa năm đó nó dùi mùa nước vừa dịch nó dùi tới ca mưa qua năm nước linh binh đồng nó mới quậy nó lên nổi mà ngộ mấy con ốc mà dùi với đất khô ghen gì đó mà ông đào dính lên nó trắng tư uống nô ông tư ơi dữ lắm nha mà... con rùa cũng vậy
con ếch cũng vậy. Yeah. Con bắt lươn ếch nằm mà là mập hơn con ếch ở trên anh. Ủa, ăn cái gì mà nó mập ngô ta? Đái ra uống nước đái luôn. Đó. Anh nằm mà anh đái anh uống con rùa con nước cũng vậy. Cũng như con Trăng con Tư nói đó, chặt đầu rồi đâu ăn gì đâu mà nó lại lớn. Mập. Ủa. Lớn hơn mấy anh kia. Còn có lỗ thở anh còn quay gì nè, lỗ thở anh bị cứng ngắc à. Anh đâu có lành. Tụi tao chơi sao thấy gà nó đục hoài. Bây giờ trong gốc tre mình thấy cái đầu ảnh ngóc lên như gốc tre đâu có biết. Thì dòm kể lại cái bụng gốc tre giống Trăng nó trời nó. Bị ông ở kế bên bắt với ông cầu. Ảnh đi ỉa ngoài đầm này, ảnh gặp giống Trăng bò, ảnh kiếm hoài không gặp. Vì nói ông cầu, anh Tư tôi gặp giống Trăng bò quá trời bự rồi tôi kiếm hoài không gặp. Ông cầu ông hỏi, nhưng lát ông mất gì rồi anh nói Trăng nó của ảnh. Yeah. Ảnh gặp, gặp dấu nó thôi mà anh nói của ảnh. Rồi anh dành ảnh mần anh bắt anh chặt đầu đi. Anh vô anh bắt nước anh giữ mấy ngày luôn. Anh nói tụi tao anh gấp Trăng mất. Không ngờ Trăng bò vô gốc tre anh nằm 3-4 năm sau mới gặp lại. Tao kêu ông cầu ra bắt Trăng vô nó ú mày ơi. Cái đó thì khi ông Tư nói á, thì con mới nhớ tới cái đoạn của ông Phú quay á, nhớ cái con ếch mà nó cái đầu mà cái con cỏ nuôi không? Ừ, nó có. Chỉ còn có cái lỗ thở thôi mà nó mới sống, nó không chết đâu ông Tư. Không chết đâu. Mà một số người ta nói ông Tư nói cái câu chuyện mà con cái con Trăng này là ông Tư nói dốc, nói không có thật. Nhưng mà thật sự ra khi mà liên tưởng tới cái đoạn clip của ông Phú ông quay đó, ừ, thì mọi người sẽ thấy được cái đó là cái sự thật. Thấy chứ, con ếch nó sống, đời còn lỗ thở hai con. Tôi từng chứng kiến ở chỗ nhà tôi nè. Gặp hai con vậy đó. Dạ. Năm đó ở dưới chỗ bên cái đó kêu ông này cũng bắt Trăng chặt đầu rồi đụng ngựa nó bò mất tiêu. Vì cái cặp bên ông, ổng có đống cây, ổng dựa đống cây á. Bò vô đống cây 3-4 năm sau vỡ đống cây đó lên mới gặp Trăng. Dạ. Không ăn không uống mà nó ú hơn hồi xưa. Chặt con nghĩ như ông Tư nói là chặt nó còn có lỗ thở chứ nếu chặt sâu vô là nó chết mất rồi. Nó thở cuốn họng con, cuốn họng nó tống. Cũng như cuốn họng như gà vịt đó. Con thấy cuốn họng nó hổng hơn. Thì người ta cũng chặt ngang cần cổ. Nhưng mà nó rồi còn, cái nó còn cái gì được đó nó mới sống. Ừ. Con Trăng đó là hai mặt không đó. Bị thằng này nó nói tao mới biết cái thằng mua Trăng ở trên Campuchia á. Văn lưới Trăng mà mày biết nó mua ghe nó 500 dạ đó mà có bữa nó chở cẩm ghe nó mày biết bao nhiêu Trăng lắm. Nó nói bây giờ ông kiếm được cái con Trăng mà hai cái mặt đó bao nhiêu nó cũng mua hết. Cái 5-10 cây vàng nó cũng mua luôn. Con Trăng bình thường mình bán chưa được chỉ vàng mà nó mua con Trăng nó vậy. Có người qua tàu. Rồi bữa nhậu với nó tao hỏi mày lại nói thiệt cho tao mới kiếm được đồ quý mà kiếm bán cho mày chứ. Nó nói bị con Trăng đó nó có mật tử mật xanh. Thì hồi đó tao mần con Trăng hai cái mặt. Một con khỉ cũng được hai cái mặt. Con khỉ này nó bị đạn nó bắn hay gì không biết cục cánh tay. Mình mẩy nó thèo nát ra ta. Mần ra được hai cái mặt với con Trăng hai cái mặt. Đốt cảnh trái một khúc rồi đế nó mọc măng lên nó trổ ảnh nó kẹt đó luôn. Vô đám đế cũng thưa, đi đồng mà mình kiếm chỗ kín kín đi cầu. Tôi ngồi đi cầu cho lụ người ta thấy giống Trăng quá trời quá. Nhưng đi cầu rồi lại ảnh thiệt. Hai mấy ký. Dính vậy đào luôn bụi đế luôn không? Được. Bẻ luôn bụi đế. Lấy dao mình sắn cái cây đế ra bắt ảnh rồi. Vì tao mần nó ú nù. Anh đi không được lụt nữa chứ không mà nó ú hơn con Trăng đi được. Anh trái còn cái dấu thẹo lên gần nửa con chứ chưa được nửa con. Đi ra anh liền lại á. Vì tao hỏi ông cộn nữa. Con Trăng mình nó trái nó chưa tan mở tan đồ lên là nó quần hình lại.
sống lại, rồi từ từ da nó lành lại, rồi để nó lên mắt hơi mở đó, nó lên mắc kẹt ảnh không, ảnh đi không được nữa, hai ba cây măng đế vậy đó, sao đi nổi. Măng đế nó tốt lắm nha. Số chăng không chết trái mà giá cây vô tam tư. Ừ, bắt hai cái mặt tao đưa cho bà Tư mày cất, rốt cuộc bà bán bà cho ai mất tiêu, chừng gì hỏi mất tiêu. Cái mặt tử mặt xanh đó, nó thằng chệt này nó mua trăng đó. Nó cái này là người chết rồi uống cũng sống nữa. Vậy nó mới quý vậy. Nhưng mà sống tạm thời trong giai đoạn đó thôi hả? Không, tùy theo cái tuổi đời của mình chứ mình đâu cải số trời được. Có thể người gì sắp chết uống tỉnh lại đó, sống lại. Như kiểu đó bên nhà con bánh đó, cái bắt được con ớt mà nó người ta chặt cái đầu mà nó lành lại đó ông Tư. Nó thở, nó nhảy ụt thở mà hơi hóp gì đó. Cái người ta nói sao con ớt này không có đầu, bắt lại thì không có đầu. Cái ông bắt hai ở gần bên đó, ông nói thấy tội nghiệp của ông về, ông bắt về để ông nuôi mấy con đó hai mặt không? Rồi ông lấy con cá linh đó, ông nhét cho nó ăn, nhét hồi chiếc queo thở đâu được, vì nó đâu có nhai được đâu mà ăn. Chết queo mà ớt tung. Số của người ta không chết trận đầu mà mấy ông ém cho người ngạt thở chết. Ông hát hai, ông hai hủ mật danh mật tử, cái đó vai bầm cá rồi sẽ nhiễm. Ông này ông nhét nguyên con cá linh vô làm sao nhai. Chết luôn. Có đó tao đi soi cá, bà này bà năm đứa con mà chồng chết, bà ở ngoài đường Kinh Đào mình che cà rèm ở bờ, chị em thân lắm, đi ngang bữa nào bà bắt cóc hội đó mày. Vừa mẹ con lột rồi đem vô chợ nhà bà mình bán. Sau bữa tao rọi đèn, bữa nào cũng đi ngang như mình đi soi về kêu bà đi chợ. Bữa tao nói trời ơi, chị với mấy cháu chơi gì bất nhân, nó lột người ta dục ruột dự gan nó bỏ ruột rồi bỏ đi cho mấy nhỏ chơi, sắp mờ có hàng có ngủ thế ghê à. Bà nói đâu có anh, tôi mặn ở dưới sông mà, tôi lột da tôi dục dưới sông không à. Tao mới rọi cái đèn tao nói sáng trái hồng đa mình mà. Rồi tao nói kìa chị coi sắp hàng rụt ngựa, bữa ba bưng mấy sao ếch ba đổ xong bỏ luôn, nghỉ bắt ếch luôn rồi, bỏ nghỉ bắt cóc hội luôn. Mà thấy ba sợ không Tư? Thấy sợ. Rụt ngựa sắp hàng đầu ruột da rồi có hàng ghê. Chắc nó nhân cho đâu thôi, nhiều khi do ông mình bà đổ tiền của bà. Cái nghiệp tới đó làm như không cho bà giết nó nữa hay gì. Mình tao nói mấy nhỏ chơi gì chỉ mần với xong cho không dục bỏ để cho nó cháu nó sắp vậy. Bà nói đâu có, tôi mần xong anh ơi, tôi bỏ hết trơn à. Tao rồi để kế cái chòi bả sắp hàng 4-5 hàng dọc vậy. Bà mẹ nói mình tao đi chơi mà tao còn lạnh sống. Bà nói trời ơi, tôi mần với mấy cháu dưới chuồng mần dục nước chảy trên đâu còn. Nhưng mà rọi lên bờ gặp bỏ nó, nghề luôn hả ông Tư? Bỏ nghề luôn rồi. Cái đó khiến cho bà thấy thằng bà nghỉ làm hả ông Tư? Chắc cũng chết trong tay bà, chịu con gì đó. Không biết bao nhiêu nữa, mẹ con nhiều mùa cốc hậu, mùa cốc hậu nước giật mình đó. Mẹ con đi rọi đèn, đậu đèn bắt tóc hội với ếch hội vô số vô biên có nhiều khủng khiếp lắm. Trên miên mà một bầy hội có thể mày bắt ghe 500 dạ đầy ghe đó. Trời ơi, nó hội cái cả mẫu đất ghê vậy đó. Mà cóc trên miên con nào cũng lấy con nắm bàm tay. Tao mới bắt bữa đó, tao biểu mấy nhỏ ở nhà ngâm gạo xây bột rồi tao bắt mần bánh xèo ăn bữa. Bà nội ơi, cốc gì trên miên con nào cũng lấy bằng ếch với mình vậy ta. Cốc xanh hay cốc đỏ không đi? Cốc đỏ là ăn kiếp đâu có ăn. Bỏ. Ủa kêu là kiếp không ta? Ăn kiếp. Nó có ăn không được sao không ta? Có độc. Không mới biết luôn. Con đó nó chết mình người đó.
cái xương khu nó lú ra khúc như cái đuôi vậy đó. Dạ. Nó đâu giống gốc mình. Mình tướng là như gốc mà dạ, cái bông ảnh màu đỏ, bụng đỏ. Dạ dạ đúng rồi. Vậy là ăn con đó vô trúng độc hả ông Tư? Trúng độc đó. Nó kêu kiếp. À ngộ mình mới biết luôn, tôi ăn cốc không anh Năm. Mà sao ngộ hả ông Tư, cái trứng cốc ăn có độc hả ông Tư? Độc. Cũng nữa mà mày thuốc chuột cái thần dược đó. Vì sao? Rồi 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 con chuột mình thuốc mình bắt ăn được không ông Tư? Được. Ngộ rồi. Vậy là chết con kiếp à. Trứng cốc con để trong cái lon hay cái gì mày đâm rồi mày trộn gạo mày gãi nó chuột quýt lật hết ra. À, ngộ độc dược mà ở trong bụng nó con ăn không sao, con ếch cũng vậy. Yeah. Nó đẻ ra ăn độc mà hồi xưa giờ đâu có ai ăn trứng cóc. Vậy là mấy người mà bị ngộ độc thịt cóc là do nhiều khi tao ăn còn sót mấy cái trứng lại không? Trứng ngộ độc cái đó con cũng dễ trị lắm, phải có nhựa ấp hiểm. Ôi sao có đâu mà. Bởi vậy tôi kiếm thằng ai mới kiếm mấy thằng nó hỏi nó không chỉ. Mình lấy nhựa thuốc rê mình không tới. Nhựa phiện nó thơm lắm. Dạ. Rồi ba đó làm gì có. Có mấy thằng hút có. Mình đưa cho mấy bà, cho đưa cho mấy người bệnh trị nó hết xong nghiện luôn á, phiện chết. Nghiện phiện. Nhựa ấp phiện này dưới cái trái bông giấy mà bông giải cái giải mình đó. Cái thứ ta mà như trái gòn mình mần giấy đó, trái mình cũng ta trái quết hai cái đó rồi chế miếng rượu vô con đổ nó hết. Mấy bài thuốc đó thuốc cổ truyền rồi thầy lơ vơ giờ đâu biết. Cái bông giấy với lại cái trái ấp phiện thì như là nó chui chung họ hay sao đó. Nhìn thấy gần gần giống nó trái trái ấp phiện nó bự hơn. Dạ nó bự hơn nhưng mà nó cũng gần gần giống vậy đó. Cái bông giấy bằng ngón tay nó vừa ấy nó chưa có bông ấy. Mày ăn ghiền luôn, chát chát luôn, còn ăn với muối như ớt này ăn lát no luôn. Vậy là tăng biết cá phiện hả? Một lần đi học có, một lần đi học trường học có cho coi. Cho coi với lại mình so sánh giữa cái trái đó, trái bông giấy thì gặp thật ở ngoài luôn. Nhỏ hơn. Cái cách mà họ cạo, họ làm ớt phiện đó, bên trường học một lần có cho coi chỉ biết luôn. Chỉ không biết để mình biết để mình tránh chứ qua đầu biết để mình học làm theo biết nó có tác hại vậy đó để sau này học sinh tránh nên tránh nó ra thôi. Nó từ nào nó cũng dạy lớp 5, lớp 6 nó dạy nó một loại kích thích cái loại đó là chất độc giết người hại cho sức khỏe giống y như ông Tư nói họ lấy là họ lấy ấp phiện giờ họ cạo trên cạo cái lớp nhựa ở bên ngoài của cái trái đó đó. Nó lại là thuốc cứu rắn này là thành dược rắn mà người sắp chết rồi con quà với thuốc con đổ vẫn ngồi vậy liền mạnh vậy bị nói lại kích thích thần kinh kinh não mạnh mà tim. Dạ nó có dịp đi miền ngoài hỏi dùng nào nó còn có hiện kiếm cục cái gì làm thuốc cái nhựa hả nhựa hồi đó đâu biết lấy bánh bánh gì nè, bánh là 1 ký 1 ký nó có cây vố nó có 5 cái móng vuốt là cái ở phiện như cái nó cầm nó cạo. Dạ. Cạo trên cuốn dài xuống dưới cái bông tàn sáng cái nhựa nó đổ xuống nó gom cục lại nó thấy con đi gỡ rồi về phải nấu lại về hấp lại như thành nhựa để lâu được. Ủa, 1 ký nó giờ chắc có mấy tỷ bạc mình việc nữa. Hàng quốc cấm mà ông đi. Cái là Lào từ nhỏ tới lớn, từ già tới trẻ, đừng ông, đừng bà, nó hút là nó hút có việc luôn. Bên nước Lào. Loại đó là loại thuốc, nhưng mà người ta để trị bệnh thôi chứ không phải là để mình hút. Mà tại mình hút. Trị bệnh nó thần dược. Chắc con nghĩ những điếu thuốc Lào chắc nó có trong đó không Tư? Không biết mà hồi đó có Lào nó bán chắc sau đầu có nó thẩm đâu. Thẩm cho
Bởi vậy đâu ai hút hết nổi điếu thuốc lào. Năm nhớ thuốc sơ mít rồi không? Để nhớ. Ờ, sơ mít nó hút nó thơm hơn ruby mình hồi xưa. Sao mà kêu nó là sơ mít không tư? Để làm để hai chữ sơ mít. Cái tên vậy đó hả? Ừ, cái tên thuốc. Cũng như mình hero cấp tăng gì này kia nè. Để mà nó có ba thứ, 1, 2, 3. Lại một thì nó ngon hơn. Tao đi nguyên đi xăng rồi hút xương mít, tao mua lần 5-7 cây để xuống. Cái điếu nó to không ông tư? Nó cũng y như thuốc điếu mình vậy nè. Y như thuốc điếu mình vậy đó. Bằng cái gói thuốc này thì điếu mình vậy. Y như thuốc gói mình vậy nè. Nhưng mà nó mắc hơn thuốc bệnh đây ha. Rẻ hơn nữa. Rẻ hơn. Ngon quá. Ngon hơn mà sao rẻ hơn? Bán cho mày ghiền mà. Dụ quá. Tao đi định mua anh hút cầm. Vô tìm nó quất 4-5 cây thả chuồng đi xăm nửa tháng cái gì à. Nhưng mà con nghĩ cái gì nó ngon cũng không bằng thuốc ông bà mình làm ở đây hồi xưa. Thuốc mà thuốc vấn hồi xưa, thuốc bà mình thuốc vấn rồi đó luôn. Dùng con trồng vậy đấy ra tới ngoài đập đá không ấy, thuốc trồng thuốc không. Hồi cách đây khoảng 30 năm là nhà ngoại con còn trồng á. Thuốc cây mít có một thời nổi tiếng, trồng nguyên cái dãy đó từ dưới lộ nhựa này mà trồng tới trển luôn à. Tới kinh Vĩnh Tế luôn à. Hồi xưa mỗi lần trồng thuốc cái hé thuốc về cái ngồi sắc thuốc vui lắm. Người thì sắc, người thì sắc lá đang đưa cho ông sắc, còn người thì lấy cái sắc rồi á, cái đầu rải lên trên mấy cái dãy rồi hai người đem khiên đem phơi. Vui lắm. Ngồi sắc thuốc tràn cái giò ăn bó thuốc cái xuồng thuốc cái tay không có cái có cái xuồng có cái xuồng kêu là cái xuồng hả ông tư? Xuồng thuốc trên nhà con chỉnh có bây giờ còn một cái, còn của em còn cái là hai cái. Cái xuồng thuốc cái dao nó thì giống như cái dao dâu mình mà chính giữa nó có con méo ở trên Để mà cầm nó bán mà nó nặng nó bán vô đó con cầm con rắc nó được nó bán nhìn thì gian nhỏ tấu rồi ông tư nó bán kinh lắm. Do sắc thuốc con cầu đâu ngọt xếp mày đá bùng có mà. Nhà con có hai cái tại vì ông ngoại ông làm cho có mày đá bùng không à, nhưng mà mày mà sắc một hồi nó thấy nó hơi đục lục không, có cái miếng da như da bò da trâu không thì liếc cũng như dao cạo râu mình mới thợ tóc hồi xưa đó liếc không cái miếng ổng liếc cái miếng đó như là cái miếng của cột dầm trâu đúng không, cột cổ trâu hay da bò da trâu cứ vườn cái gì đó kêu cái cọng gì đó cộng dây bên nhưng mà cái dao nó đưa vô nó liếc sao mà nó bán ta con Nguyễn Ngộ ha, đâu có liếc cho nó bằng mép, liếc cho nó bằng mép thôi là mép bắt đầu là nó bán lại bị mình sắc hồi nó bị con liếc nhiều đá mà. Nhiều khi đá nó cứng mép nó méo một bên con đưa vô đó cái mức chất mềm đó con liếc nó thẳng mép lại. Tớ bây giờ con mới biết, con tưởng nó là cái cọng dây đó nó có cái ma sát gì mà làm cho cái đó bán chứ da không có gì da mà. Nhưng mà cái liếc á, cái da đó là nó không có phá cái lử, nó không có bị mẻ. Còn nếu mình liếc vô đá nó có dễ hư lử không? Có con nó mòn, liếc vô đá nó mòn. Ở trong cái dựng đứng lên nó có lỗ đút thuốc ra hai cây sắt nó chịu hai bên này. Dạ chịu hai bên luôn. Đâu vô cây được. Vô cây cái là méo liệm luôn. Bén như lưỡi lam đi dao sắt thuốc nó bén đúng rồi, nó bén kinh bén. Mà nó nặng nha. Cái độ dày của nó nặng. Nặng lắm, nhíp da mà nhíp cái dao đó chắc cỡ 2-3 kg nặng lắm. Mà bây giờ hình như con bỏ đâu mất tiêu, cặp dao nó ủ hơi ghê lâu. Cái đó bây giờ còn có cái con đó mà mở một đồi, ví dụ ta thích làm con thích làm con gì con ngựa thì làm, còn nhà người làm cái con gì có hai mắt chà bá như thấy ghét như sợ luôn đó, kêu con gì hồi lâu thì chắc vậy đó, cái con gì làm để mình ngồi đâu chắc thuốc đó con cù mới không con cù làm cái mặt thấy ghét như sợ nữa làm cù cưng lắm cái đó bằng cây mít lõi không đó con cây mít nó không mòn mà giờ thợ giác nó nhẹ nữa đi đâu mấy thợ chắc thuốc giác dao đá rồi kia để nó giác ẹ ạch bây giờ cũng còn cái dùng nào đó chúng sắc thuốc nó đó ông tư bữa hổm thấy nó quay lên TikTok nè còn dùng Long Khánh rồi còn dạ Long Khánh thuốc sinh lọc rồi này kia là ở ngoài dùng đó không? Bữa hổm con đi qua cánh của Long An đi tắt về bên chỗ Tây Ninh chỗ nhà của ông cha có cái khu nào đó nó trồng thuốc nó trồng nhiều mà trồng cho nhà máy. Nguyên một khu cái lá nào nó bự bự như nè, không biết cái lá thuốc gì không biết. Lá bù trụ.
Còn trong mình rồi nó trồng thuốc lá cà và nó nhỏ hơn. Dạ. Lá cà về ngang lớn, lá bù trụ không che mưa được mà. Dạ dạ đúng rồi, con thấy nó bự khủng khiếp vậy đó. Bự lắm. Lá mình bề ngang tối đa là 3 tấc hả? Ừ. Cái kia nó trồng có quy hoạch, nó còn trồng có một cái khu lớn nó đưa đó. Giống cấp tăng đồ này kia vô cho Việt Nam mình trồng mà trồng bên dưới nhiều. Trồng ruộng cấy ông Dượng rễ cao bên Bà Tư. Hồi xưa trồng thuốc sâu keo nó đeo nó ăn dữ lắm nhưng mà đâu dám xịt thuốc. Rồi là toàn là bắt bằng tay không à. Bắt bỏ vô lon. Dạ. Xịt nó đâu có ngon nữa, để xịt cái hư thuốc luôn á, nó hút bị bệnh. Toàn bắt tay mà tôi từng đi bắt. Ăn được không? Sâu á. Bắt cầm mà nắm đem ra sông dục. Ăn được không? Sâu á. Tại sâu keo ai đó mà dám ăn. Nó không có lông nhưng mà màu đen à. Mà nó cũng bự lắm nha, bằng bự hơn chiếc đũa mình đó. Con bằng tay út. Dạ. Rồi đó ngoại còn làm, ông ngoại còn trồng cái phơi ni ni vậy đem xuống chợ nhà bàn bán. Mà sau này ông ngoại lớn tuổi vậy đây. Mà thuốc có dùng con nó hơi có phèn à. Có dùng hút cũng được, hút cũng tắt. Mà ông ngoại để nó già dữ lắm, ông ngoại mới cắt nó còn bình thường. Mà thuốc trên cây mít màu nó ngon. Hút gần ngoài đập đá ngoài vô đó. À. Vàng thật màu rành lắm thì tao soi đụng lên tao ghé mua hút hoài rồi đó hút giấm không hút tay nữa lần con qua bên còn bà quà ông Tư mới nói trồng thuốc dữ vàng ông mà đó con nghĩ hồi đó mấy ông cụ hút thuốc nhiều khi hút có ông sống 70-80 năm mà không có bệnh chứ gặp bây giờ hút vậy bây giờ thua quá chết thôi mình hút chết. Thuốc này rồi quá chết vì nó muốn để lâu không ấp không ẩm mốc gì nọ nó cũng phải có cái gì đó chứ đâu phải gì cái kia hun rượu với phơi hun rượu à. Hồi xưa hun rượu không à, nó đẻ trứng đâu hồi ở ngoài cây ấy. À. Mình hái vô nó quá sâu sắc hơi khô vô rồi đó tao trồng trên này là không tới thành công. Mà thợ chắc nguyên cái xóm này, nhất là cha thằng này, cha thằng lãnh cho này hại chết. Còn ông không cho bán ai, chú để nhiêu hút và còn nhiêu cho tôi cân hết. Chú bán người ta nhiêu tôi mua nhiêu. Thì tao lấy choi ếch rồi đó đó. Lấy ruột ếch, đầu ếch rồi này kia, cái tao ủ tao tứ. Bữa đầu tính thuốc ngang đầu rồi đó. Tao tới góc lon bữa sau rụng rồi thuốc sụn quẹo xuống rụng chết hết tao chết bị mẹ rồi làm thuốc ờ à, làm thuốc rồi thì sao ấy là một lon tao quất cho mày hai thùng tiết lấy giáo tứ bà nội nó tốt vàng ơi vừa màu vừa cây nó lên bữa nay mình đi vừa ngang đầu sáng nó đi cả giới rồi mày tới cái đọt non. Ủa mà cái bữa mà nó sụ lá của nó có bị chết luôn không? Chết hết luôn rồi. Là bỏ cái đợt đó luôn. Bỏ. Thì nó trồng hết cái dụng nó hơn trong. Cây chanh á. Cây chanh mình lấy ruột cá nằm bằng cá là chôn cách chuyện dài tắt vậy đó. Chôn ít hơn nghe chôn nhiều quá cây chanh chết luôn. Nó cháy chanh nước dữ dằn lắm mà nó bóng ngời. Nó lấy được cái chất hữu cơ bên mình con cá đó ha. Ừ. Bị ếch nó ăn cua, tép, cá rồi đó. Tao ủ một cạp dâm bò tao thấy vậy luôn, tứ thuốc chắc tốt lắm. Tứ thử lấy lon chao múc lon tứ góc, lon tứ góc phụ nữa, bữa sau thuốc quẹo xuống đó. Ớt cũng vậy chắc mẹ rồi làm thuốc rồi. Ớt mình trồng nhà cũng vậy, nó lấy ruột cá rồi chôn cách cục ớt dài tắt. Dưa hấu con trồng okay. Cái vậy. Tao trồng cái dưa hấu rồi mình à không muốn nổi luôn. Tứ qua cái phân đó. Với thời gian sau thì con gặp mấy người cậu con cho anh cũng tưới con ốc đó không Tư? Ừ cũng tốt. Ngâm con ốc đó, bùa ngâm rồi lấy nước có tưới. Mà không bằng con ếch, riêng ếch nó ăn đủ thứ. Dạ. Tùng, dế, cua, cá gì luôn. Cái gì anh táp được, rắn, rít gì anh táp là anh uống. Con ếch nó ăn hổn mà dòng rắn tung bằng tay, ăn ngón tay út mình à. Bụng anh nhào vô anh sóc, anh nuốt vô trong bụng rắn bò. Quậy trong bụng anh quậy lú ra miệng anh lấy tay anh quào cứ rắn sọc vô cùng anh cũng khôn nữa thôi đình tao coi nó nói đụng cái thằng này điếc thiệt rồi ủa nuốt ra không cần chết nuốt sống luôn
ta bò ra hồng anh lấy tay móc như con kia chạy vô, không biết chừng nào chết không để ý thấy anh tiếu. Bây giờ mấy cái cây mà mình trồng gần mấy cái sàn nước rồi, mấy cái cây đó nó tốt kinh điển lắm nha. Không phải là mình nói với do nước, mình sợ là do mấy cái hữu cơ, mấy cái chất mình ăn uống này kia, mình rửa chén vô bát nó chạy xuống đó. Nhất là con mần cá mắm rồi thì nó thải xuống, nó lọc rồi thì chắc tốt. Gần sàn nước hay trồng bụi lá dứa chừng năm sau nó để mọc giáp cái sàn nước. Lá dứa ở nhà em lấy cái bụi bạc hà, cái bụi con chút xíu em dục mới có 2 tháng nay bụi bạc hà lên cao khỏi đầu em. Có thể con kinh khủng tốt dữ lắm, tốt kinh khủng tốt. Với trồng rau găm đồ này kia nước đầy đủ, rau găm với chắc hữu cơ nó đầy đủ hay sao á. Nhiều khi mình rửa chén nước cá nước đồ đó lên lá bành bành không có gì tốt bằng sàn nước đâu. Tại trồng mấy cái cây đó để cho nó lọc nước, để cho nó bớt mùi hôi á không tư. Nhiều khi mình nước mình không có thoát được rồi cái nó bị hôi, nhưng mà trồng nó xuống thì nước cho nó tự động nó cái hạt nó rút đi đâu mất tiêu hết trơn nha. Hình như là mấy cái cây nó rút nước nhiều hay sao, đất xốp nó làm cho đất xốp rút nước mau. Kiếm môn mấy môn mình ăn củ nhưng môn gì không có trồng bạc hà, trồng bạc hà sẵn ở nhà có mình ăn luôn. Bạc hà với mùng tơi thì nó lên kinh điển lắm. Thấy buồn cây hay cây rau găm xuống đó nữa nữa nó nở ra mà thức ăn. Rau răm thì có. Rau răm rau rau gì lá bự bự thì quế rau thơm. Rau nấu canh chua rau tần đó. Rau gì rau rau tần. Rau tần vị ho. Nấu canh chua ngon. Mà rau tần mình nấu canh chua mình để vô cái nồi canh chua nó ngon nha. Nhiều khi không có nó không thơm mà có nó mới ngon. Sau này có nấu cái đọt đó, đừng có sắc ra để nguyên đọt chứ luôn. Vậy hả? Rồi nấu rồi ăn luôn cái đọt đó luôn. Đừng có sắc ra. Ngon lắm. Rau tần, rau răm nấu canh ngon. Cốt gỏi. Không bằng cái cây gì trên núi cái cây chuồng ngủ gì hơn mình á. Cộng nó bằng tay út nè, năm lá nó bằng 4 ngón này. Ăn sống thôn mà thôi đã. Cá nướng rồi rắn nướng ăn thơm phức. Cây đó ở núi Cấm có không tôi? Có, mỗi lần ba lứa nó trồng. Anh trồng dưới nước cũng như rau mình vậy đó, trồng dưới nước. Ủa sao mình không biết cái đó ta? Hay là do giờ nó muốn tiệt chủng á? Ở dưới mình không có giống đó nữa. Giống đó lâu anh đem gì vậy? Ít quá nên mình không có thấy. Để bữa nào có lên nó gặp con bị mất cho nó con. Anh không cay nhưng anh có gì the con ăn mùi gì anh cũng bán mùi được á. Thấy ông Tư khỏe đi núi mà đi bộ được á mới yên. Đừng đi bữa đó chắc trúng nắng. Đừng ông Tư không biết thuốc á. Đi dọc đường rồi ông chỉ thuốc cho mình rồi kia. Đi bộ chỉ có đường đi qua chùa Phật nhỏ là đi mát, là còn cái đường chùa Phật lớn đi giờ nắng. Đi đường không rộng bây giờ chùa Phật lớn nó mấy cái quán mà bán xung quanh tượng Di Lặc nó đuổi hết rồi. Đi đường chân cu cũng được chứ. Giờ nó xây cấp lên nó mần nhà nước đuổi quán không rộng chỗ tượng Di Lặc đâu còn quán nào nữa. Hai ông Tư đi nổi mình đi bên cái đường bên Sóc Thức cái bản mà đi lên điện Cục Phẩm á. Đi đường đó đó. Đi đường bên Sóc Tức mà ông Tư. Con to quá hả? Núi Cấm á. Chỗ chùa Sóc Tức đi lên đó ông Tư. Lên Nghi Gian chỗ địa hang của điện Cục Phẩm á. Nó kêu vô đầu. Dạ đi bên phía vô đầu đó. Ông Tư đi khỏe đi đường đó đó. Thuốc dữ lắm thuốc. Bên đó rừng còn có mấy cái vườn nó còn. Lâm địa còn bị dốc, có dốc quá dốc. Dạ. Đi chung với mấy là cậu lớn lớn tôi hỏi cậu khỏe không cậu? Mới đầu còn khỏe đi lát phè
phè. Phè không? Giờ phè thôi chứ hết phè. Đi núi còn nói dốc. Ông bà đó đi núi cắm nó không cho vì nó mệt. Dạ. Phè nó luôn cái lần nào nấy muốn xỉu. Mệt nó chết cũng khỏe. Đi núi còn nói dốc. Có cái này tao tin. Chúng ta lượm gì tới đây nè ăn mà còn bị nè. Lượm gì ông tư? Khế. Ờ. Dạ. Ba cây khế cỡ ba đứa mình ôm gốc chưa dắt nữa. Mà trái bự bự gì nè. Thế mùa nó chín rồi nó rụng vàng gốc luôn. Lụm để mình nhấp miếng, cái nào ngọt thì mình lấy. Hồi đó đâu có rổ bị gì, đựng nón lá, dục nón lá, lá. Thì xanh quanh cái chỗ cây ngọt đó thì mình lụm gốc ngọt. Nó có một cây ngọt, một cây chua, một cây chát. Cây ăn chát ngầm mà. Mày nhăn vô chua lè, mày nhăn mặt mà nó quá chua, rồi mày hết đi núi. Phải em luôn mới được hả ông ta? Ừ. Không khen chua, không nói chát, không nói ngọt nữa. Cái nào ngọt âm thầm lấy ngọt mình ăn, cứ ăn no bụng thôi. Lộ đó. Không không được khen chê gì. Mày mở miệng nói ra cái không có gì nứt cục không à. Cờ hước rồi cơm ăn sáng ói hết rồi chịu đi không nổi. Rồi làm sao hết ông Tư? Về tới nhà hết. Dạ. Yeah. Ngộ vậy đó. Khỏi giái, khỏi xin vậy đó, về tới nhà hả? Giống như là phạm điều của người ta không muốn mình lên nữa. Phạm điều cấm, yeah. Bị núi ông cấm. Yeah. Rồi đó ông vua ơi, ông trốn nên ông cấm, không cho ai đi núi. Mà bây giờ con nghe một số cô bán rồi lựng nó là cây khế đó, giờ không còn nữa. Ồ, phá rồi đi ruộng rẫy. Bây giờ tụi trẻ sau này lên vô chơi là đi đâu vậy con? Phá hết rồi mần rẫy nó phá chứ. Yeah. Khế trái mày thấy thèm luôn. Đấy, bành. Cây khế gốc ba bốn đứa mình giang tay mình ôm cái giáp gốc mà. Yeah. Nó chín đỏ trần chim khỉ nó bẻ nó ăn tân mà lại đỏ gốc luôn. Bị lộn xộn mình đâu biết thằng nào ngọt nào chua. Bắt buộc phải cắn thử một cái. Nào ngọt thì dục vô nó. Nào chua để ngoài, tao có nói gì đâu. Bị mình biết là không nói. Lộn ơi lộn về nhà cho nó đã. Nói nhiều nó cũng mửa ói. Nước cục nếu mày ói hết cơm xỉu về. Đi không nổi. Cây đó chắc ngàn năm tuổi nào mà nói. Không biết độ ông Tư nói trên núi nó to nó lâu đời vậy lắm. À. Còn cái có cái giếng trên đá bằng cái chảo đục mình á. Mùa này nè lá cây nó rụng đầy, con đi trước rồi con đem xô dừa rồi theo gáo dừa lên cái rửa. Quét dọn lá cây rồi cái rửa. Rửa cái giếng lấy xô dừa chà cho sạch. Ví dụ mày đi 100 người, mày ngượng dùa vậy đó, uống đủ 100 cái dùa, no, nước no thôi. Trong đá anh rịnh ra hoài. Cứ giếng tới cu á. Yeah. Cái đó là sao, người ta, một số người ta không lên, người ta chứng minh cái đó, người ta nước ở đâu mà ra được cỡ đó. Là... Mà ở trong đá, phải đất, đất mình không nói. Trong đá mà nó có cái kẻ thì nó nhiều khi... Không có kẻ luôn, cục đá nó liền bự hơn căn nhà nữa. Con cây giếng như cái chảo đụng mình. Cái đó mà khoa học nên chứng minh cái nước nó đâu ra. Ở trong đá tiết lâu ngày. Tiết mưa mà nó liên tục 100 người nó cũng phải cạn thôi chứ. Đúng không rồi. Có con vừa múc gáo này là mày múc cho người khác cũng đầy miệng giếng. Đây lại. Mày múc nó lưng xuống dưới ruộng lắm tay con uống rồi thì nó đầy lại. Đúng không? Cũng như cái giếng ở dưới ngang chùa Cập Linh á. Sâu trong đó. Lội ra ngoài đồng á. Có cái giếng. Không, giếng nó có cái mạch thì đúng đi. Cái có bà lớn hả ông Tư, mà về sâu chừng ba cao à. Ông lấy nguyên cái can, bà lít múc hai can nó lưng xuống rồi. Thì ông vừa quay lưng đi thì đầy à. Giếng nó ở bên dưới, tại dưới nó có cái mạch nó chảy vô thì mình không nói. Còn riêng trong Tư nó trên giữa tảng đá mà nó có, nó mới ghê đó. Chưa cái giếng tức cu. Tức cu là cái nghĩa Campuchia nói nước bò đó. Con đi nhiều lần chứ cu chưa là gặp bò. Gặp cái giếng đó. Đi nhiều lần lắm rồi. Bây giờ rừng ấy là rẫy phải dọn lại, che cây cối che lại. Dưới rẫy nó mần nó lạc được. Con ham lên cái chỗ mà cái rừng mà phía dưới hang ông Thẻ đó ông Tư. Phía dưới hang
Dưới Lan ông Thẻ là đường đó, đường xuống Âu Tức Xa, chỗ nhà ngần xuống đó. Không, phía bên kia nữa. Bên kia là bên đó kêu gọi Suối Tiên hay gì đó. À, chỗ mà hang Bắc Việt Lan á. Bắc Việt Lan thì chưa, còn qua bên kia nữa có cái suối bên. Có cái rừng mà ông Tiên nói. Cái khu đó còn rừng nhiều nha. Rừng mà cái giống nó đứng vậy nè. Tạm ơn hổng. Hồi Tết năm kia giữa năm em có lên đường đó, anh đi xuống đó là còn rừng kinh khủng rồi. Rừng dữ lắm. Gốc bên đó đó ông Tiên. Rừng còn nguyên sinh luôn, đâu ai dọn đâu. Khó đi. Khó đi lắm. Mà ông Tư hồi xưa nó, ông Tư nói chỗ đó rắn nhiều không Tư? Nhớ, bây giờ cũng vậy. Dạ. Bị rừng còn nguyên. Rừng dưới cái ô nước không được cả. Dạ. Bây giờ bị nó sang lớp mặt bằng ở trên đỉnh núi nên bây giờ cũng bớt. Chứ đó mùa này con lên cũng chảy rầm rầm. Chỗ chùa Phật lớn của mình đi đó, đâu có khô nước. Dạ. Rau mà rồng rau cần ống với rau râm đó mày xách lưỡng ái mày gom là mày quất một ấy lên mày ăn 10 con gà chưa hết. Cắt như cắt lúa vậy hả? Không như cắt lúa vậy. Cắt hái một rồi rau cần ống, rau râm với rau cải lá son. Tao với ông nội lên, ông nội với mầm trúng qua xuống nhà ông Ba Lứ lồ ồ cái cây lớn nó quất lóng lồ hơn chảy một mần trống á. Yeah. Rồi đi bắt cá sặc rồi này kia cái nướng để vô sáng là đầy ống mà lượng ống bự bự lắm là bằng chân cái mình mà ảnh vàng lắm nghe con thấy thèm lắm. Yeah. Rồi đi chặt củ hủ đụng đỉnh đó nấu chua mà nội củ hủ đụng đỉnh mình nấu chua lương thôi ăn ngọt ăn không biết chán. Cái hậu nó giống như những cái củ hủ dừa mình không ta? Ngon hơn, ngon hơn. Dừa. Ngon hơn luôn. Ừ. Không đắng không gì hết hả? Ừ. Nấu chua nó ngọt với ba cái rau cần ô, cần ống đó. Yeah. Rau râm mà dòm cũng như đám cỏ rừng mà lội xuống dưới mắt đầu mình đó. Lúng hả mày? Ừ. Nó lúng với rau râm nó cao. Tao xuống tao gom với cắt lúa mình quất lử hái. Ôm lên ăn 2-3 ngày mà đó với đi câu cá trầy dục. Cá trầy dục con nào bự lắm thì bằng chân cái à, lấy kiếm cái gì đỏ đỏ cái cột đâu có lưỡi câu dùng đi bất ngờ cái gì mông này mông kia đỏ đỏ lấy dây cột cột mình kéo ngang anh táp có bóc giặt cảnh văng lên đó mình lụm. Cá trầy dục ăn ngon thiệt, về nấu chua. Về bữa nào con lên núi con quất một cái ra một cái cổ hủ đụng đỉnh về có cái chua ngon á. Ngon chưa ăn lần nào chứ mới chưa biết. Năm đó anh với ông chú Hai hành lai bánh đi chặt nè, chặt về hai vô sạch nấu canh nấu rêu gì nó ngon. Chặt về là không bán ngọt hơn củ hủ dừa khi nó ổn cái cây nó lớn mà chặt thì ổn thì ăn là phải chết một cây rồi. Ăn là chết một cây, cây nhỏ quá củ hủ nó nhỏ con đâu ăn đủ. Cây lùng lùng ở dưới đất cụ hủ mình cầm tay con phải đốn 3-4 cây 5-7 cây mới đủ mình ăn. Mà chặt cái cây cụ hủ bự ra đẻo mệt dữ lắm, lột ta đẻo lâu lắm mới lấy được cụ hủ. Hủ có bao lớn nhưng mình ăn sống được không tôi? Ăn sống nó nữa à. Mà còn nấu canh nó ngon. Dạ. Ngon hơn cụ hủ dừa. Phải hỏi ông Tư trước cái đấy ngon dữ lắm. Phải ông Tư không nói vụ ngứa, chuyện khi mình chặt mình hiếu kỳ mình ăn sống chắc dính chữ rồi đó không? Ngứa thế bà. Cũng mà cắn vô tê miệng tê mép. Anh đó đi với chú Hai lên núi Tô là chặt cái mấy vỏ sách luôn. Anh đem về ông bán. À. Bán cây một cái củ hủ 20.000. Cái nào lớn 25.000. Thì nó làm cái mấy chục luôn á. Lỡ như dư rồi mình làm chua được không ta? Được. À. Chắc có lẽ ngon hơn. Ngon lắm. Tao với ông nội cũng lên đỉnh ông đống lồ ông bằng trúng xuống mấy ô đặt có nó sụp cái ngang vú mà chỉnh rồi lương dưới làm gì cho hết nó ở một cạc đá rồi á. Mà lương mà cũng lên tới núi ở nó cũng dữ dằn lắm. Nhóc nước chảy này nó leo lên dữ lắm con ô Tức Xa rồi đó. Mùa mưa mày đi cả cây số mày nghe đùng đùng chứ đâu phải như giờ.
bây giờ bị trên núi nó đắp đập nó ứ đầm nó tứ qua màu nó đó. Dạ. Đâu còn dở như xưa. Nó ngon hơn lương mình dưới đồng không tư? Ngon hơn. Nó vàng mày thấy thèm mà. Tao bắt tao ruột da, tao không mổ ruột gì, ruột da tao gặp gấp tao nướng. Nướng ăn với rau, rau mà nướng ăn ba cái đám cưới chưa hết nửa đám rau. Hồi đó cải lá son đâu có trồng. Yeah. Thì xuống ô chỗ chùa Phật lớn nó cắt. Bị người ta ăn quá nhiều rồi nó thưa nó mọc xen với rau. Với kim thất. Kim thất không làm gì cho hết. Dạ, kim thất khủng khiếp. Kim thất ngon nha, kim thất ăn sống, ăn xèo cũng ngon, thơm. Ở kim thất ở trên núi á nha. Tao lên trên năm đó tao nhậu chay, tao nằm sáng tới chiều. Nhậu với cua núi á. Dạ. Ở dưới này tao đem 3-4 kg tép. Rồi tao đứng mới nói, giờ mấy em bay bắt cua đi, tao đổi tép. Ruộng nữa nó bắt đêm đó, nó đi câu đêm ngày. Nửa thùng nha. Đổi câu cách nào không tư? Nó lấy cái tàu đụng đỉnh đó con, nó tước lá nó chừa cái chót á. Yeah. Nó giòn cục là cái nó lấy dây chì nó quấn. Gặp thằng cua giấy là anh nhà ông kẹp nó giật văng ra ngoài anh lụn. Cua núi nó lẹ như ba khía. Lẹ dữ lắm. Cắn y như ba khía, cắn không chảy mà. Nó màu đỏ đỏ. Ngồi tính ra anh cũng háo ăn ha, gặp cái ba anh táp liền ha. Ừ. Bà nội gì tao đâu có mặn. Tao để tao rộng trong nước rồi anh bò ấy rồi tao vớt ra. Tao hấp với đọt đọt trái chu mình đó. Yeah. Bà nội nó ngọt, nằm ăn. Con hồi nào giờ con ăn cua không được, nên con hồi nào giờ con không ăn. Cua núi, con cua đồng mình con ăn nó xây món gà ăn cua núi không có. Vậy hả? Con xây món gà là lúc mình ăn sống á. Ăn luộc luộc chín gì con ăn có món nào con nó đã bị liền mà kho ăn không sao. Đâm kho ăn không sao. Tại hồi đó con hay đi bắt cua đồng con ăn cua con ăn con kẹp với lại kẹp với lại chú chát với lại và cái me chua rồi ăn mắm đường ăn nó hoài. Ăn sống hả? Ăn sống cua con. Cua biển con cũng không dám ăn luôn, bị ăn bị xây món ngàn cũng không dám ăn luôn. Hồi đó thì không ăn cua biển. Rẻ không dám ăn luôn. Mà ăn nó gọi ăn no luôn, ăn gì thì nó có cái hậu sao anh bảo. Tao đâu biết, tao xuống đi xem món gà nó không dám ăn. Dưới Hòa Hảo, dưới chợ Vàm. Dưới chợ Vàm ngang Cao Lãnh đó năm. Yeah. Mùa ấy mấy ông đặt đáy con cốm, cốm nó như con cua mà nó mỏng dánh nhỏ xíu trắng tư đó. Yeah. Con lớn lớn. Ông đi chợ ông quất cái mười mấy ký ông đem về tao trời cũng nổi nè. Mua này gì làm gì? Bữa nay tôi làm bánh cho ông ăn bữa. Mấy con đó người ta chả đáy dính nhiều. Đáy. Yeah. Mùa nó mưa này là ảnh sổ ra đáy nó bán đầy chợ đó luôn. Bánh đi đâu cũng nói không. Anh bỏ một cối giả gạo mình anh đâm hết trơn. Ê. Anh đâm rồi anh lượt. Anh lượt nước anh bắt lên nồi. Anh nấu mà nấu lát nó đóng lại cũng như học dịch mình ấy vậy đó. Yeah. Như cô đâm mình. Mà nó cứng nó dai nữa. Dạ. Yeah. Rồi anh luộc. Tao nói sao không bỏ đầy nồi thì mình không biết. Dạ. Yeah. Nó trời đụng đầy nồi xong mà ai chắc. Đổ mỏng mỏng à. Rồi ông chắc ra ông ốp tiêu tỏi bột ngọt rồi kia ông chiên lại. Rồi mình gói rau sống ăn với nó không à. Khỏi bột. Mà nội nó quất bữa bữa sau rồi vậy mình thấy thương. Mát quá hả không được. Ừ. Hồi ấy cởi quần kịp á. Mà con đó nó chút chút vậy à. Yeah. Mỏng dánh trắng tư mà xuống nước anh lẹ như ba khía mình. Bây giờ cũng còn ít xịu không tư? Còn ít. Anh làm anh ép lại, anh nấu rồi anh để vô bọc, anh dằn như mình dằn bột vậy đó. Yeah. Cho nó ra nước rồi anh mới chiên lại. Gia vị anh để vô anh chiên lại. Mà sáng nhậu tới chiều mười mấy là nghỉ cáo lớn luôn. Đúng ra là đêm đó ông Tư bị ỉa rồi đó, nhưng mà do sảnh quá ỉa không được, sáng bữa sau nó làm. Sáng bữa sau mới ỉa mày. Nó ỉa thấy thương luôn. Bị gặt đó cũng mà cũng lấy riêng rồi lát á tiền chiên đó ông ấy lấy để vô. Ông chiên bên đây ông lật ra ông tráng cũng như mình tráng nước cốt dừa rồi kia đó.
công nhận nó béo. Con kêu con cốm, con gốm gì đó, muốn dán mà xuống nước con chạy lẹ lắm, con bơi lẹ lắm, giống mà kiểu. Tính giờ xưa ông Tư đi săn rồi thợ ông Tư đâu còn ông Tư ăn đâu còn thiếu con gì nữa không? À, có cái con bù lọt nó cũng ăn. Còn đi xuống Rạch Giá với anh ba mày nè, thằng đôi lúc đó thằng Cành còn nhỏ, đi nó bắt ba khía nó quải về thùng thùng, sáng luộc ba khía ăn trúng con gì đó nó xanh lè. Mà Hà Nội nó ấy cổ quần cũng không kịp, cụ nó ỉa ồ ồ ồ, mày vừa nghe mắt ỉa là mày ở vòng ở chuồng mà thịt quần nó còn không ấy phóng xong, chứ không ấy mà mày đi xa cái ỉa quần. Công nhận ăn nó ngon thiệt, con ba khía mà luộc tư ăn no luôn. Ba khía luộc tươi chắc ăn ngon hơn con mấy cua đồng mình không Tư? Gấp mấy lần. Dạ. Yeah. Nó có vị ngọt. Dạ. Mà Hà Nội tới ngày rằm 16 anh bắt cặp đó. Ở dưới ô anh đeo cục bự bự nè, xuống hốt anh cắn bù la làng vậy. Tụi qua hai tay bụng vậy nè, mấy ngón dư vậy nè, anh kẹp. Cắn bù vậy lá vậy. Tụi vậy sức càng còn dính tay mình cắn. Cái đó là chính đồ, lấy gáo rồi cái xúc vô thôi. Đâu có, người ta nói, tụi nó bắt nó có bao tay, dùng mình đâu có biết bắt nó gì. Gặp nhiều quá chơi vậy luôn. Hốt. Nhiều quá hay ha. Nước lớn ngoài biển nó tấp vô dòng con sam, nó nùi và lớn, mình bắt. Thôi, không làm gì chết. Ra tới bãi biển tôi gài được con tròn bữa đó xây, tới chiều bữa sau mới về nổi. Sao không Tư? Uống rượu xây. Tròn gì mà mình ngủ vậy nè, sáng đi qua vết mùng mình nhẩm ở trên. Yeah. Nó chết mẹ rồi. Mình ở đây mồi đem tới mình không biết. Tụi nó đi soi gặp tròn hoài mà rượt không lợi nó. Yeah. Mình rượt cho lợi nó. Để tao bắt nha. Tao lấy về thắng xe đạp ra chợ tao mua về tao mần 4-5 cái bẫy cò ke tao gài đêm một dính đêm đó được con mà ăn bữa một chuồng cáo mèo cũng 10 mấy ký bắp dế ăn 6-7 thằng con lo bắt tay sao dám bắt rồi. Ừ. Dao đó thứ gì chưa nổi mà ở lẹ lắm. Mình có chĩa mà ngặt không có chó làm sao ấy, làm sao săn nó. Nó hung mà nó lẹ dữ lắm. Lẹ dữ lắm. Ban đêm con đi soi nó rọi đèn gặp nó liền liền nhưng mà sao không bắt được. Yeah. Gài bữa nó dính con. Rồi giái ông bà đó, ông tà đó dính con, tôi cúng mấy ông ăn cho con cháu nó ăn cho biết. Dính con liền. Ừ. Mấy ông cho đó không Tư? Rồi sáng ghe hàng, vợ chồng ghe hàng thấy mình bằng trộn đậu đó luôn. Ăn ké luôn. Ờ, ăn ké luôn, mua rượu nó uống hết ghe hàng nó luôn. Đúng. Khỏi đi chèo đâu. Tôi cười chết nè. Thịt nó ngon như mấy con... Con trồn nó đương ngon hơn con mèo mình dưới. Như thịt chuột, rồi cống nhum nữa hả ông Tư? Ngon hơn. Ngon hơn. Mà cháu cái chắc có lẽ nó thua thịt chó quá ông Tư? Không biết, không có rớ nhỏ lắm. Thì ông Tư không ăn thịt chó nhưng ông Tư không phân biệt được. Anh có ăn lần nào chưa? Hả? Có ăn lần nào? Nói chung là gia đình em là từ xưa giờ không ăn chó mèo, không ăn. Ừ. Cấm tuyệt đối luôn á. Mèo là ăn thịt chó là thơm, không biết có thơm không. Từng lễ sao chỉ răng còn thơm rồi. Đi. Anh nói gì? Đi mình nuôi chó xanh, tao nói thà tao chết để cho tao chết biểu ăn miếng thịt chó mà sống lại tao cũng cao nguyện trung tâm gì chó nó trung thành chứ. Trung thành nhất, trung thành thứ hai người ơn của mình. Hồi đó đây nè, ông mà quải cái rộng với cái xuống là nó biết mình bị động rồi. Là mày đi ra chưa được 20 thước nó tới mà kinh nó rồi. Chiều le le trứng le le cúng núm chằng gạch chiều quải gì một nồi con chuột đầy rộng
ra ngoài con đốt mũi lửa đào hai ba hang đầy rộng rồi, chó nó cắn le le rồi kia đem gì ăn, làm gì cho hết. Trước con có nuôi con là mỗi lần con đi đồng bắt chuột là con ra con thở kiếm hang đó không tư? Đâu có kiếm. Nó kiếm cho mình khỏi cần kiếm. Nó đốt rồi khỏi cần chó. Dùng chuột nó chung hang nó lòi đuôi trên mấy con ở trên trái lên nó lòi đuôi luôn. Chuột ở đó nó nhiều. Mày bắt hai hang là đầy rộng quái thấy bà luôn. Năm nay cũng nhiều cái nào mà thấy nó phá lúa, nhưng mà có cái là khi mà cắt lúa thì không có. Nó hơi lạ rồi đó. Nó chạy đi chỗ khác. Dạ. Mà con chuột mà nấu canh chua nó không có con gì ngon bằng với bóp gỏi. Canh chua thì gia đình hồi trước có nghe nói mà gia đình không có dám nấu, tại vì gia đình nó chắc nhắc rồi hả, không dám ăn. Với con bóp gỏi thôi. Dạ. Nó ngon lạ lùng. Chỉ có chiên với lại kho nướng. Kho thì coi với ba cái rau răm. Tính ra con quan trọng con mần chặt chẽ với hai cái thẹp hai bên nè. Dạ. Mần gỡ nó sạch sẽ nó đâu có không, để cái đó ăn trúng cái luồng nó nhả cơm liền. Nó có hai cái cục xạ đó, hai cục xạ hai bên chuột cái nó có hai cục xạ. Với lại ông cầu mày mần tính giấy đuôi mà ông còn không bỏ. Dạ. Cái giò ông chặt túm ngang món ngón như không. Thôi. Ông ăn thì thấy thèm, ông ăn bữa 40-50 chuột á. Trời ơi. Ồ, ông ăn mạnh như thần đó. Dùng cá rô lăn văng lưới 7 phân người biết bắp tay mình không ăn cái 30 con. Vậy đâu ăn cơm tôi. Không ăn cơm với thịt ra uống nửa lít rượu. Cái nồi bữa lớn ông thoa dung nồi. Còn cò rán cò này kia ông cũng ăn 20-30 con. Trời ơi. Ông ăn răng ông tốt mà ông không bỏ xương sắp gì đó, ăn hết. Vậy là ông cầu chắc mạnh lắm á. Mạnh. Thịt da ông cứng lắm. Ông vừa Đồng Tháp máy bay nó từng nó bắn ông chết quay ông Đồng không ai biết đâu lấy thằng thành ra ông chết không ai trông cắt con. Vậy là ông cầu mất rồi, mất tích luôn. Mất tích luôn. Chỉ mấy biết ngày mất lên, thôi. Kiếm mấy ngày không gặp ông biết bắn đâu mà chứ. Đồng Tràm bao la, Đồng Tràm có mấy cây nhỏ tanh. Có cây 2-3 ông cháu mình ôm lắm. Con nghĩ cũng chắc có lẽ cũng do số mạng đã định vậy rồi. Đi ở ngoài đâu có đồ cũng ăn đủ. Yeah. Mang dữ lắm, công nhận mang mạnh. Đầu tiên tao thấy ông mần mắm chuột tao gớm tao không ăn. Phải vậy? Không có vô vậy thôi. Con hút. Ờ. Vô nó giờ nói chuyện với ông.